Một thanh niên do mâu thuẫn trong việc làm ăn đã lái máy múc phá sập hoàn toàn hai căn nhà của đồng nghiệp. Liên quan vụ việc, ngày hôm nay 28 tháng 12, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã bắt giữ thanh niên trong vụ việc để điều tra. Theo đó, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tiến hành bắt giữ Phạm Ngọc Hải, 24 tuổi, trú huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước để điều tra về tội hủy hoại tài sản. Theo kết quả điều tra, tối 25 tháng 12, Phạm Ngọc Hải điều khiển xe máy múc mang biển kiểm soát 93LA2961 đến múc sập căn nhà cấp 4 rộng khoảng 80m2 của người đàn ông tên T. Sau đó tiếp tục điều khiển xe phá căn nhà diện tích 100m2 của ông N. Sự việc khiến hai căn nhà đổ sập, hư hỏng nhiều tài sản có giá trị bao gồm chiếc xe ô tô 7 chỗ của gia đình ông N. Ngoài ra, một số trụ điện xung quanh hiện trường cũng bị phá, gây mất điện ở một số khu vực. May mắn thời điểm xảy ra sự việc chỉ có vợ anh N ở trong nhà và đã kịp thời thoát ra ngoài. Nam thanh niên sau khi đạt được mục đích đã để lại máy múc rồi bỏ đi. Nhận tin báo, Công an xã Thuận Phú đã phối hợp với Công an huyện Đồng Phú tiến hành truy tìm và bắt giữ nghi phạm. Tại cơ quan công an, Phạm Ngọc Hải khai nhận trước đó đã cùng anh T và anh N làm ăn chung với nhau liên quan đến xe máy múc. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Hải phát sinh mâu thuẫn với hai người còn lại nên cự cãi. Bực tức, đến tối 25 tháng 12, nghi phạm đã lái xe máy múc đến nhà hai người đàn ông nói trên để thực hiện hành vi phá hoại. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ nghi phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ.